Phật, nguyện cùng Phật nhất thiên trần tấu, phải trở thêm thập ác nguyện thân. Thiên nữ nam suy niệm ân cần, ác ai khẩu nhất là lời thề vu. Với lời này dùng lời tha thiết ta, đơn kẻ tiền đâm học cho gây. Khá chừa đây đáng bớt dày, dùng sự thiệt giấy bài tâm trí. Người chọn nhau tại mình gia gì, mà cũng không thu được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét gần, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Đợi cho người làm lỗi xíu dài, của tiền nhiều tử cũ gần hai, chú ý thế biết xài kẻ dưới lắc leo, chỉ có ba tất lời quan ý khô mà cũng xa. Nghèo ấy lạnh láo sợt lưu bồ, ơi lấy thế lòng đau tạo tất. Khuyên ba tấm giữ dình cho chặt, đừng đáy cho quỷ dắt đường tâm. Dùng từ ngôn mới tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác cao. Chúng vô phương đời này nhắm qua nát, y người con ngoan chỉ dẫn đi mòn. Lời gian nghiêm nên nói tốt ra, đừng bao biến mới là nhân thiền. Có ác khẩu thứ ba bài biển, tiếng lục tầng thô lỗ ngân. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến lung thường hảo yêu. Thâm đánh dĩ những người hẹn yêu, hiếp sớm chồng cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chơi rùa liên miên, hết dương thế kiêu sang thần thánh. Chẳng kiên nể bất trời cảnh, tội lắm cũng mọi thánh. Đời ám u tội chàng hàm thay, xin ba tấm ba giá sẵn bò ăn. Cương tổ cũ còn rối,
còn không chờ chết ác mang tay anh. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi bước trao đoạn chân nhìn từ tích thiện thì thường có phước dân bằng tích ác quả đeo đông. Ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm nói thêm thờ khuyến hoạt đủ điều xét người thời kiếm chuyện vật thiên hư diễn lẽ thấp cao vào giữa đời bất công mấy ai xin sửa tròn điều hòa chơi chẳng cuộc tầm khuyên nhân sanh lấy lẽ chỉ công mà ăn ở nói nặng chân chất Phật cầu bi độ trong nhân vật là lục kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dính tay ương chừng ấy mới kêu mời khó bước ra. Người dương thế chẳng ưa bóc sức Phật thần nào gần kẻ sao ngon. Đã tu hành đừng có bao chân tu hay giỏi khoe khoang tại cái người gần mới càng thêm chán chi bằng ta bỏ lối chờ chiều. Nói với ai cũng phải lựa điều đừng cháu chắc cho người kinh về ta chân thử năm càng tay chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần làm đạo quyền tất cả quốc dân tôi bất chân hòa cung dân loạn tội lỗi ấy diễn nhiều tháng mới chẳng từ xưa nay trời đất chi đâu dung giàu của nhiều dân hiếp bận cùng quan lắm thấy dân ngô dân trái liều lẫn điều này nên bỏ đừng phá trình hại tiếc nỡ nhân giai lần hay lỡ tiếng quyền lời nghi đàn qua có chỗ eo bồng tình mới cất tiếng gọi nữ nam ơi mời ơi có những điều đi tới nhiều khi tâm mơ mong đừng nằm yên học lấy điều lòng chung hiếu dình theo đạo lý
như thấy là hoa
gia bà tăng diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết giặc đắng mà cũng tới gần tăng thần đâu có tư riêng. Đuổi ốm đau bởi tài căn tiền hoặc kiếm kiếp làm điều bao ác, phải ăn năn phước đền tạo tác kỳ lo thuốc thang thần giới Phật kỳ trời nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước đồng tự hỷ xa. Tâm chánh niệm thường thường suy
bọt nước chi làng mây. Thân ta còn dài đó nơi đây, của ấy cùng khi tan tuy hiệp. Lùng tiết lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lối đình đâu có đừng chừng, cho ta biết mà con giữ trước. Tân sân nó thường làm bao ngược nên loài người ở cõi thế gian dần hận nhau thù quán dày tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Tự đất khé khoan giọng xuất ra, phải bị người hiện thức ghét ta gần. Thua ở đây làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ quay hoàng thương đáng. Trong cơn giận cái gì nhớ đạo, thấy như con sập dấu trên rừng. Gặp thật con câu sẽ tung vần, phân tầng anh mới là họ già. Dễ được nó tâm trần thông thả, ta thường nên thật tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại, hai đứa kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhắn nhắn đừng hám chân lửng, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tâm hồn luôn vẻ mặt ta vui tươi, vậy mới đang tín đồ Phật giáo. Nơi ta đã cầu đạo gây gò là trái ký tự bi. Ác thứ mười đọt chót mê suy, nguyên tâm tối từ hồi vô thùy. Màn châu minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận mây làm chân. Lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Và cuốn lưỡi nghi đeo đều thiện phước khi bình định đời, cực khó tan thương. Khi nói làm ức chiều suy đường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc này phải đơn thiện giác, khi muốn việc làm chẳng trời cũng vô quan. Bừng bà ơi đâu tình nay bước nghe càng, làm mua mỗi đó mong mỹ ổn. Thank you.
chờ sống hiện ra thiện nghiệp lòng nguồn chân Phật tiếp tư dẫn khi cho trồng cây lành gì quả thơm ho khi không thấy mà sao chẳng mất dầu ai có cười ta cờ Phật cũng đừng phiền sao lạc chân tâm mong tiếng kêu dòng chúng sanh giải thoát.